Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động thương hiệu Nhật Bản, quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City phiên bản top. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi. Một chiếc xe rất mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 439 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản, quý vị và các bạn nhé. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda City phiên bản top, sản xuất năm 2019, lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về phần nước sơn này. Nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều luôn các bạn nhé. Đấy, nước sơn zin này, đây là cái phần sườn bên lái này. Đấy, sơn zin còn rất nhiều luôn. Và phần ba là sốc sau, bạn thấy đấy ạ, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này, đều rất là đẹp này. Sườn bên phụ cũng vậy. Đấy, đều rất là đẹp luôn, rất là mới luôn bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Xi nhan được tích hợp trên gương, gương chữa hậu gập điện các bạn nhé. Ở phiên bản top, tức là phiên bản đầy đủ đồ nhất rồi, full option nhất của Honda City các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Nhìn về phần đằng trước thì các bạn thấy đẹp, phần ba đằng sau trước thì các bạn thấy xe cũng đã được trang bị đèn pha. Đèn pha này là đèn pha halogen thôi, nhưng có cả đèn LED ban ngày này. Đấy, đèn LED ban ngày các bạn nhé. Và đèn gầm đầy đủ rồi, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất đẹp, rất là mới luôn bạn nhé. Tuy nhiên là thời tiết hôm nay là đang mưa bạn này, lúc tôi quay đây là đang mưa đây các bạn nhé, cho nên là nó hơi bụi và hơi bẩn một chút thôi các bạn ạ. Chứ rửa sạch sẽ đi thì chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Dàn lốp còn rất là dày luôn các bạn này, la răng đúc, mặt phay rất là đẹp, cũng la răng thì cũng chưa có bị xước sát gì đâu. Và dàn lốp thì còn rất là dày như này đây. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi. Dàn lốp cả 4 quả lốp Michelin chủ xe mới thay. Đấy, rất là đẹp luôn. Và nhìn về cái phần ba đời sốc sau thì các bạn thấy đây ạ, được cụm đèn hậu. Đấy, cụm đèn hậu cũng còn rất là mới, chưa có bị xước sát gì các bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu này toàn bộ từ những phần chữ này, logo nẹp chrome này đều rất là mới luôn này. Và xe cũng đã được trang bị màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi, không còn thiếu cái gì cả các bạn nhé. Rất là đẹp luôn như này đây. Và tôi cũng xin chia sẻ thêm quý vị và các bạn, ở những chiếc xe Honda City Top này, Honda City Top và Honda City thường đều là động cơ dung tích 1.5 lít hết các bạn ạ. Nhưng ở Honda City Top nó tiết kiệm nhiên liệu hơn các bạn nhé. Quý vị và các bạn đến cửa hàng tôi sẽ cho quý vị và các bạn so sánh để thấy được cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó khác nhau giữa bản top và bản thường này. Phiên bản top chỉ 5,8 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị 7,59 lít, nhưng nếu như chạy ngoài đô thị chỉ 4,86 lít thôi các bạn nhé. Ở phiên bản thường là chạy nhiên liệu hết nhiều hơn nữa các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất này. Xe được trang bị khóa thông minh này, bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Và đây là chiếc tappi cánh cửa phía trước bên lái này, được keo chỉ còn nguyên này. Đấy, keo chỉ nguyên zin các bạn nhé. Tappi cánh cửa cũng còn rất là mới luôn. Đấy, và toàn bộ từ tappi đến tablo đều rất đẹp như này đây. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, sang số thể thao trên vô lăng các bạn nhé. Bản thường thì vô lăng không có bọc da đâu, bản top mới có vô lăng bọc da này. Và nỉ trần thì rất là đẹp các bạn thấy đấy ạ. Nỉ trần là chủ xe đã bọc ni lông rồi, cho nên là cái phần nỉ đều rất là mới các bạn nhé. Và tất cả đều rất đẹp như này đây. Màn hình Android to đùng, từ vô lăng, tần số tay phanh đều rất đẹp. Nội thất ghế da cao cấp nguyên bản theo xe có sẵn rồi này, trải sàn da rồi này. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây này các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 các bạn nhé. Và đây là phiên bản này City 1.5V top, bản top đây các bạn nhé. Đấy, và tem sản xuất này rất là đẹp luôn các bạn ạ. Một chiếc xe rất là mới nhé. Cảm biến lùi là cảm biến nguyên bản của xe này, không phải lắp thêm đâu, lắp thêm màn hình Android thôi, cảm biến là nguyên bản nhé. Và đây là chiếc tappi cánh cửa phía sau,
bên lái các bạn này, từ keo chỉ còn nguyên zin này, keo chỉ này, táp bi cánh cửa này, nội thất hàng ghế sau này đều rất là mới như này đây quý vị các bạn nhé. Đấy, và cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Ở những xe phân khúc sedan hạng B thì những chiếc xe City hoặc là những chiếc xe Accent thì đều được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Và đây là chiếc cốp sau quý vị các bạn này, từ ốc cốp sau đến keo chỉ cốp sau là còn nguyên zin luôn quý bạn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nào đâu. Đấy, keo chỉ nguyên zin này, ốc cốp sau chưa có vết tháo này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, nội thất cả cái khoang cốp này, những cái phần nỉ này cũng còn rất là mới này. Chủ xe rất là cẩn thận, đã mua một cái lót cốp bằng nhựa để bảo vệ cho cái lớp nỉ này, cho nên lớp nỉ bên dưới rất là mới này, nỉ rất là mới luôn các bạn nhé. Lốp sơ cua đây, và có cả chống ồn luôn. Đấy, chủ xe làm chống ồn rồi các bạn nhé, dán chống ồn cho chiếc xe các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này, rất là mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn ạ. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên phụ này. Đấy, táp bi từ táp bi. Rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, rất là mới luôn các bạn nhé. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía trước bên phụ. Cánh cửa phía trước này cũng giống như vậy thôi, keo chỉ là còn nguyên zin. Đấy, chưa có bị mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé, rất đẹp luôn. Và chủ xe rất là cẩn thận này, cả bốn cánh cửa đều ốp chống xước, cho nên là cái táp bi cánh cửa này nhé, táp bi cánh cửa này bóc ra còn mới luôn này. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận này. Đấy, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là mới các bạn nhé. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp rồi. Màn hình Android to, phiên bản start top đầy đủ hết luôn, không còn thiếu cái gì cả các bạn ạ. Đấy, cam hành trình nữa cũng đầy đủ luôn này. Nỉ trần thì bực bọc ni lông, bọc ni lông ra là còn mới tinh luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của xe Honda City Top này các bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City Top 2019 này là một cái khối động cơ xăng iVTEC với dung tích 1.5 lít, rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Và ở cái động cơ này thì còn rất là mới, rất là đẹp đây. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, nhưng quý vị các bạn xem đây ạ, cái ốc chân máy còn nguyên zin này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra ở trong cái khoang động cơ này các bạn nhé. Ốc mặt máy này cũng còn nguyên zin hết này. Đấy, tất cả là còn nguyên zin và đều rất đẹp như này. Động cơ của Honda thì quý vị các bạn biết rồi đấy ạ, rất là bền bỉ các bạn nhé. Ngoài tiết kiệm nhiên liệu ra thì nó lại còn rất là bền bỉ, có thể ví như là nồi đồng cối đá, cho nên là sử dụng mãi không thấy hỏng đâu các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Và đây các bạn xem này, tất cả các chi tiết ở trong khoang động cơ này nó đều rất là mới luôn. Đấy, ốc hộp chân hộp số này cũng còn nguyên bản này, chưa có vết tháo này, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Ốc cabo còn nguyên zin này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên zin hết luôn này. Đấy, keo chỉ này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé, chưa có một con ốc nào bị tháo ra này. Đấy, đều rất đẹp luôn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda City Top sản xuất năm 2019, lăn bánh hơn 6 vạn km. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 439 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City phiên bản top sản xuất năm 2019 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
100 người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.